này là miêu tả những cảnh thần sang vậy nước nào quả đấy. Trên đây là các vua diêm vương xét xử các tội, dưới đây là 10 chủ ngục dưới âm, thì miêu tả người nào sống trên trần gian hay ăn gian nói dối, nói điêu nói đặt, nói lưỡi đôi chiều, khi chết xuống âm phủ, bị quỷ sứ lôi lưỡi rút lưỡi, người bẫy trong bẫy ra, làm cạm làm bẫy, hãm hại những người trên trần, khi chết xuống âm phủ phải đọa nằm trên bàn trông. Người làm việc thiện việc phúc tụng kinh niệm Phật, quy Phật quy pháp quy tăng, làm nhiều việc thiện, khi qua đời các ngài tiếp dẫn về tây phương cực lạc đất Phật. Người đâm thuê chém mướn, mua dâm bán dục, khi chết xuống âm phủ cho vạc dầu hòa thiêu. Người đến cửa chùa cờ Phật, bày biện ra chùa, làm ảnh hưởng lễ bái ở chùa, đem khí hôi tanh ra bẩn ra sông ra hồ, làm ô uế ngàn trùng, khi chết xuống âm phủ đầu đội chậu máu huyết lấy làm khổ nhục. Người đến cửa chùa cờ Phật, vô thần, nhạo báng Phật Pháp, gàn gỡ ta đến với đạo Phật, khi chết xuống âm phủ bị rót nước đồng sôi vào mồm, đeo gông vào cổ. Người làm nghề sát sinh mổ xẻ, giết hại con vật trên trần, cho vào nước sôi lửa bỏng, khi chết xuống âm phủ phải đọa vào cùng ngục ở đây. Mời đàn ta nói xong cái này ạ. Người nào ở nhà đánh vợ chửi chồng, chết xuống âm phủ cầu vồng lội qua. Người nào ở nhà chửi mẹ chửi cha, chết xuống âm phủ lội qua cầu vồng. Cái cầu này rất là trơn, để dành cho người bất hiếu với cha mẹ. Ai có phúc lội được qua, vô phúc chật sông Hoàng Hà, làm mồi cho bầy quỷ đói, chó ngan xé xác ăn thịt. Người đi chợ đồng đầy thả vơi, cân điêu bán thiếu, khi chết xuống âm phủ bị quỷ sứ lấy tàn cân đánh vào đầu. Người gây ra tội ác, khi chết xuống âm phủ phải trầm luôn địa ngục, quanh năm suốt tháng không được nhìn đã nắng mặt trời, bị gông cùm kèm thịt trong ngục A Tỳ gối tăm, khi vào thì dễ nhưng khi ra khó lòng mà thoát ra được. Đây là ngục A Tỳ dành cho người đâm thuê chém mướn giết người cướp của, người mà bất hiếu cha mẹ khi chết phải đọa ngục A Tỳ này. Đây là cái ngục mà nặng nhất trong thập điện Diêm Vương. Còn đây có cảnh bà Thiên Đề và sống trần gian, bà gây ra rất nhiều tội ác, khi chết xuống âm phủ bà phải trầm luôn địa ngục, quanh năm sắp tháng không được nhìn cái nắng mặt trời. Khi bà bưng bát cơm lên để ăn thì bát cơm bà đã bốc thành than lửa. Bà sống trần gian sinh ra người con trai là Đức Mục Kiền Liên Tôn Giạc, ngài là người con hiếu hạnh, ngài đã xuất gia đi tu, ngài tu đắc đạo được 10 phương chư Phật ban cháo cà sa và bảy thần xích. Ngài đi xuống âm để tìm mẹ, thấy mẹ ngài bị đọa trong địa ngục. Một mình ngài tu đắc đạo như thế nhưng ngài không thể cứu nổi mẹ của ngài. Ngài trở về bạch Phật, ngài lập đàn tràng cầu an, thỉnh người cũng như tăng ở các chùa. Ngài đem cầu nguyện cứu thoát mẹ ngài ra khỏi địa ngục. Không những ngài cứu được mẹ của ngài, ngài có cái thích trượng, ngài gắn viên ngọc lưu ly, ngài giống cửa ngục ba cái, ánh sáng hào quang từ viên ngọc chiếu vào cửa ngục, chúng ngục từ từ mở cửa ngục ra, đưa bà Thanh Đế lên gặp được con Đức Mục Kiền Liên, cứu được mẹ. Ngài cứu được mẹ của ngài và ngài còn giải thoát, cứu được tất cả những người trong ngục cùng với mẹ của ngài đều ra khỏi cửa ngục. Cho đến bây giờ, mùa lễ Vu Lan Báo Hiếu vào tháng 7, tất cả đoàn ta ở đây và gia đình thường trở về chùa làm lễ phạt độ gia tiên để báo hiếu trong bà tổ tiên nhà mình, những người đã qua đời được siêu sinh về độ. Bức phủ điêu này là khuyên con người mình sống ăn ở hiền lương, có tâm, có đức, có ích cho xã hội gia đình, để làm lành tránh ác, và tu kiếp này là để giải kiếp sau. Và đàn ta chấp tay để đã cho tròn cảnh. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Hiếu Hồ Kiền Liên Bồ Tát, con Nam Mô A Di Đà Phật. Và xin thưa cả đàn ta thì đến đây cũng là tròn cảnh rồi. Trên đầu xuân năm mới, kính chúc đoàn ta và tất cả gia đình đầu năm mới được mạnh khỏe, bình an, làm ăn may mắn, vạn sự như ý và không danh thành đạt. Và xin thưa chia sẻ với đoàn ta ở đây thì em cũng núp bóng các ngày